Chào tất cả các bác nhé, em là Sông Bốn Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là kiểm tra phanh của con xe dây. Đi có hiện tượng chân phanh sâu này, và đạp không an này, có tiếng sẹt sẹt này, của cái xe Toyota dây. Thì em sẽ kiểm tra phanh bằng cách nào và xử lý bệnh nó như thế nào. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ anh em là kiểm tra trước mắt là em sẽ kiểm tra. Em bắn 4 lốp ra, bắn 2 bánh sau rồi, bắn 2 bánh trước đây, một thằng bắn 2 bánh trước đây, để kiểm tra cái má phanh của nó nhá. Con này có hiện tượng hao dầu phanh này. Và đi mã đập tháo cái này ra, tháo cái tambua ra. Thế đây là cái con này là dùng tambua phanh sau tambua nhá. Đấy. Tháo cái này ra đi. Tháo bánh này ra đi. Dùng hai con ốc vam ra. Đập vào ra thôi. Đấy. Là em đang kiểm tra má phanh sau, cũng đồng thời là phanh tay luôn. Con này là nó dùng cái tăm vua này nhá, và dùng cái dây phanh tay đây để kéo bung ra cái má ra. Đấy. Đập ra, lấy búa đâu, đây. Đây, đây, nhanh lên em ơi, áo này ra đi. Đây, em đang kiểm tra và đang cho anh em tháo. Thì kiểm tra má phanh trước. Ôi con này, đây cái đèn, đèn pin đâu. Rồi anh em nhìn này, con này còn má con rời nhá, bánh trước em má rời, để các bác xem này, ấy bụi kinh khủng luôn này. Bây giờ em phải vang con này ra, ấy kẹt kinh khủng luôn. Con này là quá lâu rồi không làm, không để ý. Các bác nhìn này. Tạo ra rất vất vả. Thôi vừa gõ vừa đạo, vừa gõ gõ. Lấy búa. Vam hai con ra, lấy con nữa vam cân hai con ra. Đây. Quá nhỉ nè. Nó dỉ hết cái mép này, nó hơi khó ra một tí. Đại đi, nhặt con nào đại đi em. Đây, con 13 đây. Thiếu gì ốc. Rồi, rồi. Rồi. Em đang kiểm tra cái phanh sau cho bác này. Con này nó chặt quá. Bắn lốp trước vào đi em. Ok rồi mà phanh trước còn dày. Vào giữa cái bắn lốp trước vào. Rồi em gõ đây. Mở con dưới. Vào vang con dưới. Vang con dưới nhá. Đây các bác nhìn này. Em đang vang nó ra. Con này nó kẹt quá rồi. Xe này các bác ấy chạy chỉ biết chạy thôi. Rồi. Đấy. Em nhìn này. Ôi. Bỏ cân cân đều này. Thôi vào con dưới. Ôi vừa rồi. Đập vào hai bên gậy này. Để cho nó cân như nó gỗ. Đập vào hai bên ông này.
một tay kéo này, một tay đập đập bẩy ra ra, một tay kéo trên, một tay đập. Đấy. Đấy. Rất khó ra nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Ui giời ơi, bỏ rỗ cái bụi đó. Đây, cái mạt này anh em xem này. Em lấy cái gì nhỉ? Lấy cái kiểm tra đã. À, cái này piston phanh vẫn còn hoạt động nha các bác nhá. Quả xi lanh blue này, đây, cái quả này này, nó hoạt động. Lấy cái tô vít gậy nhẹ ra xem là nó có dầu phanh, nó có bị chảy đây không. Đấy, anh em xem đẩy cái này ra kiểm tra ra. Ô rồi rồi, khó rồi, không không gãy nhau. Đó, con này không bị chảy dầu. Con này kiểm tra xem là có cái xi lanh blue nó có chảy dầu. Đấy, về cơ bản là không việc gì các bạn. Bắt lại đi. Lấy con này thì chỉ cần bảo dưỡng lại thôi. Lấy cái tờ nhám bo hết những cái xỉn này, nó két này. Các bạn nhìn này, đấy. Và xịt sạch đúng súng siêu hơi, xịt sạch đi. Xịt sạch đi, nhanh. Lấy cái súng siêu hơi. Đấy. Với con này thì quá lâu rồi không bảo dưỡng. Và chân phanh nó sẽ không được ngon. Bỏ đi có tiếng kẹt 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 kẹt. Thì hôm nay em xịt đi, xịt đi. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Bây giờ lấy ra nhà.